ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 12. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khoảnh khắc ấn tượng máy bay hộ mang chúa Su-30MK2 trực thăng Mi hợp luyện trên bầu trời Hà Nội. Người dân bất an vì lửa bỗng dưng bốc cháy, hư hỏng đồ đạc trong nhà. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 người vừa bị khởi tố vì giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng đã phạm tội liên tục trong thời gian dài. Người chồng truy đuổi tạt axit đâm chết vợ ở Bắc Giang bị bắt tạm giam. Mỹ phê duyệt SpaceX triển khai lên đến 7.500 vệ tinh. Đua vịt trời đầy vui nhộn ở Indonesia. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 2 tháng 12. Hôm nay, các đơn vị máy bay chiến đấu hổ mang chúa Su-30MK2 và trực thăng Mi đã tiến hành hợp luyện tổng duyệt cho màn trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Triển lãm này diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12. Tiếng gầm của động cơ, tiếng xé gió của tiêm kích Su-30 trên bầu trời Hà Nội trong buổi tổng duyệt mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Màn trình diễn của tiêm kích Su-30 và trực thăng Mi được phối hợp nhịp nhàng. Thì cũng muốn chụp để mà một để chiêm ngưỡng cái không quân của mình nó phát triển như thế nào. Thế và rất mong rằng là đất nước ngày càng lớn mạnh, quân đội phát triển để bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay tôi xem trình diễn như này thì thấy rất chi là đẹp. Máy bay bay rất đẹp và người dân xem rất đông. Màn thả bẫy mồi của tiêm kích Su-30 là phần được người xem mong đợi nhất. Nhưng phần trình diễn này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nên không ít người dân tiếc nuối vì chưa kịp chiêm ngưỡng. Triển lãm nói trên dự kiến có sự tham gia của 170 đơn vị, công ty đến từ 30 quốc gia. Sáng ngày 2 tháng 12, trên mạng xã hội xuất hiện clip một chiếc ô tô màu trắng mang biển kiểm soát Hà Nội không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào một cán bộ cảnh sát giao thông trên đường Tố Hữu, Đường Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rất nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô quá liều lĩnh khi lái xe bất chấp nguy hiểm. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 2 tháng 12. Người cầm lái chiếc xe là một phụ nữ, còn cán bộ bị tông vào là Thiếu tá Nguyễn Hải Thanh, đang công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông số 7 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội. Thời điểm đó, nữ tài xế lái xe đi vào làn xe buýt BRT. Phát hiện sự việc, Thiếu tá Thanh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga, lao thẳng vào người Thiếu tá Thanh. Sau khi cảnh sát giao thông dừng được phương tiện để làm việc, nữ tài xế cho biết đang bị muộn làm nên đã cố tình lái xe vào làn BRT và không chấp hành hiệu lệnh, lao vào người cán bộ cảnh sát giao thông. Đội cảnh sát giao thông số 7 đã lập biên bản đối với nữ tài xế về hành vi đi không đúng làn đường, phần đường, đồng thời xem xét hành vi chống người thi hành công vụ đối với tài xế này. Tại Hậu Giang, gần một tuần nay, gia đình ông Nguyễn Văn Bá, ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, sống trong bất an vì đồ đạc trong gia đình như quần áo, tủ gỗ tự nhiên bốc cháy. Quá lo lắng nên gia đình ông Nguyễn Văn Bá phải che tạm mái che ở trước sân và dọn tất cả đồ đạc ra ngoài, nhưng tình trạng đồ đạc bốc cháy vẫn còn. Anh Nguyễn Văn Mừng, con trai ông Bá cho biết, sáng nay ngày 2 tháng 12, quần áo phơi trên sào ngoài sân vẫn phát cháy nên rất lo lắng. Còn ngày hôm trước, van khóa nước trong nhà tắm cũng bốc cháy, thậm chí bông tắm bị ướt cũng phát hỏa. Công an xã và công an huyện cũng đã đến nhà ông Bá tìm hiểu nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Trước mắt, chính quyền địa phương khuyến cáo gia đình mở hết cửa cho thông thoáng, đồng thời di dời các đồ vật dễ cháy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn trong khi chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra xác định nguyên nhân. Tại Bình Phước, chiều ngày 2 tháng 12 xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết trên đường liên xã, đoạn qua xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, chị Trần Ngọc Trinh, 32 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, điều khiển xe máy mang chở theo con gái 10 tuổi phía sau, lưu thông trên đường liên xã hướng từ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Đến đoạn ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, bất ngờ va chạm với xe lưu đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con chị Trinh tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội. Hành vi giúp sức thể hiện qua việc tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream, đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ hoàn toàn cho bà Hằng khi trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân. Việc giúp sức của Nhi, Tân chỉ dừng lại đến khi bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam. Do vậy, ngày 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh khám xét đối với Nhi, Hà và Tân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Ngày 1 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 người này. Ngày 1 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Hiếu, 25 tuổi, trú huyện Việt Yên để điều tra hành vi giết người do ghen tuông. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê chuẩn. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, tối 21 tháng 11, phát hiện vợ, chị T, 24 tuổi, đang đi xe máy về nhà mẹ đẻ. Thân Văn Hiếu phóng xe đuổi theo, tạt axit. Lúc này nạn nhân điều khiển xe máy bỏ chạy, kêu cứu. Khi đuổi kịp, Hiếu dùng dao đâm làm chị T chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hiếu đã đầu thú, khai nhận do ghen tuông nên thực hiện hành vi vừa nêu. Hiếu khai sau khi kết hôn, trong quá trình chung sống, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau đó, chị T về nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian này, Hiếu hay uống rượu và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Ngày 2 tháng 12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đã tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể một người đàn ông bị phát hiện nổi trên bờ hồ Suối Giai, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 12, một số học sinh đi chơi ở khu vực bờ hồ Suối Giai hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông đang nổi lên sát bờ hồ. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, trên người mặc bộ đồ màu xanh. Vị trí nạn nhân trôi dạt vào bờ, cách bờ khoảng 5 mét. Nạn nhân đã tử vong từ trước, thi thể đang bắt đầu quá trình phân hủy. Thông tin cập nhật mới về vụ án Alibaba. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo về thời gian tham gia phiên tòa và kế hoạch xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Do số lượng người tham gia phiên tòa rất lớn, để đảm bảo quyền lợi của các đương sự được tham gia và trình bày ý kiến tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại lên phiên tòa theo đúng dự án và thời gian được ấn định. Cụ thể, đối với 1.418 bị hại tại 8 dự án, dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12, 2022. Nhóm 1.797 bị hại tại 9 dự án, dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 15 tháng 12 đến 17 tháng 12, 2022. Nhóm 1.483 bị hại tại 25 dự án, dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 17 tháng 12 đến 19 tháng 12, 2022. Nhóm 2.001 bị hại tại 13 dự án, dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 19 tháng 12 đến 21 tháng 12, 2022. Thông tin chi tiết hơn được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Chiều ngày 2 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Sông Cầu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Hữu Dương, 37 tuổi, ở xã Yanan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11, ông Dương điều khiển xe tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam, chạy qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Xe tải lùi tông và cuốn chiếc xe máy đi phía sau theo hướng Bắc Nam, khiến ba mẹ con ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đi trên xe máy chết tại chỗ. Ông Dương khai, thời điểm đó do phát hiện để quên điện thoại trong quán cơm, cách đó khoảng 100 mét về phía Bắc, nên ông dừng và lùi xe lại để lấy điện thoại. Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với ông Dương với kết quả không vi phạm.
Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên có báo cáo cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nêu nhận định ban đầu nguyên nhân xảy ra tai nạn là tài xế điều khiển xe tải lùi không đúng quy định. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC thông báo phê duyệt giá thầu của hãng công nghệ vũ trụ SpaceX để triển khai lên đến 7.500 vệ tinh. Starlink của SpaceX, một mạng lưới phát triển nhanh gồm hơn 3.500 vệ tinh trên quỹ đạo thấp của trái đất. Cho đến nay, đã có hàng chục ngàn người dùng ở Hoa Kỳ. Người tiêu dùng phải trả ít nhất 599 đô la Mỹ cho thiết bị đầu cuối người dùng và 110 đô la Mỹ một tháng cho dịch vụ của Starlink. Theo hãng tin Reuters, SpaceX đã và đang tìm kiếm sự chấp thuận để vận hành một mạng lưới gồm 29.988 vệ tinh được gọi là Gen-2 Starlink, chòm sao thế hệ thứ hai để truyền mạng đến các khu vực có ít hoặc không có truy cập Internet. Thêm vào đó, cơ quan này thông báo sẽ cho phép dịch vụ băng thông rộng vệ tinh trên toàn thế giới, giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số trên quy mô toàn cầu. Theo trang Newsflare, tại Indonesia vào cuối tháng 11 vừa qua đã diễn ra cuộc thi đua vịt trời đầy vui nhộn. Trong cuộc thi, người tham gia sẽ tung những con vịt trời lên không trung và để chúng bay về đích. Người chiến thắng trong cuộc thi có thể được thưởng những chiếc xe máy đắt tiền. Được biết, đua vịt trời là cuộc thi truyền thống và nổi tiếng ở Indonesia. Trong khi đó, tờ Daily Mail đưa tin, hòa cùng không khí bóng đá sôi động trên toàn cầu trong mùa World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar. Một thủy cung ở Anh đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh quay cá đuối chơi bóng đá trong thủy cung ở London. Trong video cho thấy có tất cả 6 con cá đuối tham gia vào trò chơi. Cá đuối là sinh vật dưới nước có khả năng đặc biệt tìm kiếm con mồi dựa trên điện trường mà nó phát ra. Cá đuối là một trong số những sinh vật thông minh nhất đại dương. Chúng có bộ não lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào. Một số loài động vật khác có kích thước cơ thể tương tự nhưng có bộ não nhỏ hơn. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý ở khu vực Trung Bộ. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khoảng từ đêm 4 tháng 12 đến đêm 5 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, một số khu vực khác như Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu vực miền Tây, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.